Thưa quý vị, những ngày này thì khắp nơi trên cả nước đang nô nức chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sự kiện chính trị quan trọng này đang thu hút sự quan tâm lớn của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân cả nước nói chung và nhân dân Nghệ An nói riêng. Và tất cả thì đều chung một niềm tin và kỳ vọng vào một kỳ đại hội thành công. Các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước sẽ sớm được thực hiện và đi vào cuộc sống. Xã Kim Liên, huyện Nam Đàn là một trong những xã đang phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Trong những năm qua, xã Kim Liên đã có sự phát triển vượt bậc, đời sống dân trí và kinh tế không ngừng được nâng cao. Sự đổi thay này là nhờ chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho xã Kim Liên được cụ thể hóa. Tại Đại hội 13 lần này, người dân nơi đây kỳ vọng Đảng sẽ tiếp tục đưa ra những chủ trương, quyết sách mới để người dân nơi đây cùng đồng thuận và xây dựng xã Kim Liên, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày càng giàu đẹp và văn minh hơn. Nguyện vọng của nhân dân, một là về cái thực hiện chủ trương đường lối chính sách của Đảng, nhất là về nông thôn mới. Hiện nay xã Kim Liên đã thực hiện cái bước thứ nhất là nông thôn mới nâng cao mà được Ủy ban nhân tỉnh cũng như Trung ương chấp nhận. Và sắp tới đấy và đang thực hiện làm sao đó thời gian tới sẽ là được là phấn đấu các chỉ tiêu còn lại để đạt cái nông thôn mới kiểu mẫu, là đưa lại niềm tin và nó ấm hạnh phúc cho nhân dân. Cái việc mà thực hiện cơ chế một cửa là tương đối là tốt rồi, nhưng mà bây giờ là phải có cái chính phủ điện tử phải áp dụng rộng rãi rõ rệt hơn trong để tạo ra cái biến chuyển ở trong cái công tác là tiếp dân cũng như là tiếp nhận các cái hồ sơ của dân, mà phải là công nghệ 4.0. Cái vấn đề quan trọng nhất là bây giờ là phải tăng cường cái công tác đào tạo về công nghệ, khoa học công nghệ cho cán bộ. Báo cáo là đó là cái mong của nhân dân hiện tại. Trước thềm Đại hội 13 của Đảng, nhân dân Nghệ An mong muốn Ban Chấp hành Trung ương khóa mới thực hiện nghiêm các quy định của Đại hội và kỳ vọng, tin tưởng một nhiệm kỳ mới với đội ngũ cán bộ thực sự đủ đức, đủ tài, có tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới, sáng tạo vì sự phát triển chung của xã hội, của đất nước, tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng. Một thế hệ lãnh đạo mới sẽ kế tục những cái gì mà những thế hệ trước để lại, đồng thời vượt qua từ những cái thách thức của thời gian tới để mà nâng cao được cái năng lực lãnh đạo, nâng cao cái năng lực cầm quyền của Đảng để lãnh đạo tiếp đưa cái sự nghiệp cách mạng của chúng ta đến cái mục tiêu là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, khắc phục được cái bệnh chạy chức chạy quyền, rồi thì hình thành các cái nhóm lợi ích. Kỳ vọng rằng á, Ban Chấp hành Trung ương ta kỳ mới đây á, cùng tiếp tục á, là đột lò và tiếp tục chống tham nhũng. Và bây giờ người ta cũng nói rằng là phải xây để mà chống, phải xây về tư tưởng, về tổ chức, về pháp luật, về quản lý quyền lực để mà chống cái vấn đề đó. Nghệ An là tỉnh có nhiều doanh nghiệp, hơn 12.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Thời gian qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và thiên tai, lũ lụt đã làm ảnh hưởng đến sự phát triển. Đại hội lần này, cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An luôn kỳ vọng nhiệm kỳ mới, Đảng và Nhà nước luôn có những chính sách, quyết sách mới mang tầm chiến lược, tạo đà cho doanh nghiệp phát triển bền vững. Sự hoàn thiện về cơ chế chính sách và khung pháp lý cho hệ thống doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực du lịch lữ hành. Cái thứ hai là tăng cường về cái hành chính và đơn giản hóa thủ tục hành chính về các lĩnh vực kinh doanh có điều kiện. Mong muốn có một cái quá trình làm sao mà đẩy mạnh cái việc là thành lập các cái chi bộ, các đảng bộ tại các doanh nghiệp tư nhân, trong đấy có các cái doanh nghiệp về du lịch hiện nay. Trải qua một năm khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và thiên tai bão lũ, để khôi phục lại sự phát triển, mong muốn lớn nhất của nhân dân là những chủ trương, chính sách của Đại hội 13 sớm được ban hành và đi vào cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố bảo đảm các hoạt động du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Các hoạt động diễn ra phải đảm bảo lành mạnh và an toàn tuyệt đối, đặc biệt là tuân thủ nguyên tắc phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường công tác quản lý điểm đến, kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động du lịch trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm du khách được đón Tết vui tươi, lành mạnh và an toàn tuyệt đối.
Việc tổ chức các lễ hội du lịch thực hiện theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng quản lý giao thông bảo đảm an toàn đối với các phương tiện vận chuyển khách du lịch, đặc biệt giám sát không cho phép các phương tiện giao thông không đủ điều kiện lưu hành chuyên chở khách du lịch. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch, đặc biệt là các phương tiện vận chuyển khách du lịch, các cơ sở lưu trú, hoạt động lữ hành, hướng dẫn viên, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa thống nhất chủ trương theo đề xuất của Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng về việc phun nước, phun lửa cầu Rồng trong 3 ngày Tết cổ truyền. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 vừa qua, việc tạm dừng vận hành phun nước, phun lửa nhằm hạn chế việc tập trung đông người tại đây, nhất là vào các dịp cuối tuần. Cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho phép phun nước, phun lửa trên cầu Rồng trong các đêm từ ngày 11 đến 14 tháng 2 năm 2021, tức các đêm 30 tháng Chạp năm Canh Tý và mồng 1, 2, 3 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Cầu Rồng có khả năng phun lửa và phun nước theo thiết kế. Cụ thể, phun lửa, con rồng trên cầu có thể phun lửa trong 2 phút và kế tiếp là 3 phút phun nước, khiến cầu đã trở thành một điểm nhấn ấn tượng, độc đáo và hấp dẫn ở thành phố Đà Nẵng. Phun nước, con rồng không phun dòng nước đặc mà phun nước thành luồng hơi cực mạnh và đẹp, thể hiện khát vọng vươn xa của Đà Nẵng. Một lần phun nước sẽ trong 3 phút và để làm được điều này, cầu được thiết kế bồn chứa 20 mét khối nước và 325 mét khối khí nén, tạo ra hàng vạn mét khối hơi lẫn nước phun với lưu tốc gần 2.000 lít trên giây. Thưa quý vị, Valentine là ngày lễ để các cặp đôi thể hiện tình cảm và dành tặng cho nhau món quà chân quý thay cho lời yêu thương gửi đến nửa kia của mình. Và cũng nhân dịp này, nhiều đơn vị vàng bạc đá quý đã gửi những chương trình tri ân tới khách hàng nhân ngày lễ đặc biệt này. Để đáp ứng nhu cầu và thị hiếu ngày càng cao của khách hàng, Bảo Tín Minh Châu mang đến những trang sức lấp lánh diệu kỳ với thiết kế ấn tượng, lấy ý nghĩa từ các biểu tượng của tình yêu như hình trái tim, hình cặp đôi thiên nga, bông hồng vàng hay những bộ trang sức từ chất liệu cao cấp như vàng 14K, 18K với sắc vàng, sắc trắng hiện đại, thời thượng đang được rất nhiều khách hàng ưa chuộng. Và đặc biệt những trang sức kim cương biểu tượng vĩnh cửu của tình yêu. Cũng nhân dịp này, Bảo Tín Minh Châu dành tặng ưu đãi giảm giá lên đến 40% cùng nhiều quà tặng hấp dẫn khác. Thưa quý vị, Tết Tân Sửu đã cận kề. Thời điểm này, hàng trăm cây bưởi diễn từ các tỉnh miền Bắc đã nam tiến để có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị cho thị trường Tết. Và đây cũng là loại cây cảnh được người dân khá ưa chuộng để trưng bày trong những ngày Tết này. Dạ vâng, và thưa quý vị, với giá sang chảnh đến vài chục triệu một cây, nhưng mà nhiều năm nay, bưởi diễn vẫn là loại cây được nhiều người yêu thích và lựa chọn để chơi Tết. Như thường lệ, mỗi dịp Tết đến xuân về, dọc cung đường Mai Chí Thọ, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh lại rộn ràng, rực rỡ bởi hàng trăm cây bưởi diễn vàng rực, xài triệu quả được các nhà vườn bày bán phục vụ khách chơi Tết. Theo các chủ vườn, bưởi năm nay được nhập sớm hơn mọi năm. Tuy nhiên, lo ngại ảnh hưởng của dịch bệnh nên lượng cây giảm đi, chỉ còn bằng 2/3 năm ngoái. Tính tới thời điểm này, khách hàng chủ yếu là các công ty hoặc khách lẻ mua để biếu tặng chừng Tết. Ngoài mua, khách hàng còn có thể chọn thuê cây với giá bằng 80% giá bán. Năm nay thì cái thời tiết ở ngoài Bắc ấy, là cái thời tiết rất là khắc nghiệt. Cho nên là chúng tôi mang vào sớm để nó quen được cái thổ nhưỡng ở đây. Là cái lá của nó sẽ phát lộc và nó đẹp hơn. Nói chung là cái giá xe vận chuyển vào đây thì nó cũng đắt hơn mọi năm khoảng 8 đến 10 triệu. Nhưng chúng tôi không có lên giá mà cũng bán là nó giảm hơn cái giá mọi năm. Năm nay nhìn chung là kinh tế nó có đi xuống một chút, nhưng mà cái việc kinh doanh buôn bán thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều. Tại vì có thể là năm nay mọi người không đi chơi xa được nên là cái nhu cầu mua sắm, mua bưởi về trưng Tết lại tăng. Bưởi diễn thu hút bởi màu vàng bắt mắt, mang ý nghĩa tài lộc, phú quý với mong muốn một năm mới nhiều may mắn, thành công. Do hạn chế đi du lịch nên năm nay hầu hết các gia đình đều ưu tiên việc trang trí nhà cửa đón Tết. Nhiều người đã chọn mua cây từ sớm hoặc đặt cọc trước vì giá bưởi năm nay cũng mềm hơn, dao động từ 10 đến 60 triệu đồng một cây. Tiêu chí là trái đều trái, mà cây thì cây lớn cây nhỏ cũng được nhưng mà phải đều trái. Năm nay hình như là đẹp hơn nhiều. Như là 40 triệu hoặc 50 triệu nhưng mà mình thấy nó cũng đáng cái giá. Cây nó cũng to, đẹp, màu sắc đồ trái đồ cũng ok. Nhiều nhà vườn cho biết sẽ nhập thêm một đợt cây nữa trong những ngày tới để bán ở nhiều điểm khác nhau tại thành phố Hồ Chí Minh.
Tuy giá thành cao hơn nhiều loại cây hoa khác, nhưng mỗi cây bưởi chất lượng có thể sử dụng từ 4 đến 5 tháng. Thưa quý vị, đã có người nói với tôi rằng Tết bao cấp phải nói thật là nghèo mà vui. Đó không phải là kiểu triết lý an bần lạc đạo của nhà Nho, song là cái tinh thần thật của con người ta thời đấy. Cái thời làng quê thanh bình, phố phường thì vẫn còn rất êm đềm. Vậy thì trong xã hội hiện nay, liệu chúng ta có khó để gặp gỡ và cảm nhận được cái Tết bao cấp đó không? Quý vị và các bạn đừng vội chủ quan trả lời rằng không, bởi vì là bản thân tôi thì tôi nghĩ là có đấy ạ. Và những hình ảnh dưới đây sẽ là một ví dụ. Xuân đến cho đời đậm sắc hoa, đất trời tươi thắm cùng hát ca. Những lời ý chân thành thể hiện sự chia sẻ cảm thông của toàn bộ hơn 600 cán bộ nhân viên của dược phẩm Thái Minh gửi tới những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Phổi Hà Nội để mong họ có một cái Tết an lành. Cùng với đó là 350 chiếc bánh chưng được họ tự tay gói để gửi tới những người bệnh, nhất là những người phải ở lại bệnh viện đón Tết, không có điều kiện sum vầy cùng người thân và gia đình trong dịp Tết đến xuân về. Người Thái Minh mong muốn là có thể đem những cái niềm vui, những cái món quà ý nghĩa đó đến với những người có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi người đều trích ra một ngày lương để ủng hộ những người có hoàn cảnh khó khăn, cũng như là bệnh nhân gặp những cái bệnh không may mắn trong cuộc sống ấy. Thì em hy vọng là những cái món quà nhỏ này thì sẽ giúp cho mọi người có một cái Tết ấm no và có nhiều yêu thương. Gần 600 người Thái Minh, ngày hôm nay họ trong trang phục rất đặc biệt để vui xuân đón Tết. Không phải là những hình ảnh ngày Tết của những năm 80, nhưng được phục dựng và hoài niệm theo đúng tinh thần của thời bao cấp. Từ chủ đề, các hoạt động, nội dung trang trí và ngay cả trang phục cũng là của thời bao cấp. Những gian hàng bách hóa tổng hợp, gian hàng hoa Tết, thực phẩm Tết được mua bằng tem phiếu. Những chiếc xe đạp cũ kỹ cùng vật dụng mà người ta thường nói là của ngày xưa càng tái hiện rõ hơn về một Tết thời bao cấp. Nó không chỉ mang lại cho họ một trải nghiệm thú vị, mà khi hướng về một giai đoạn lịch sử trong quá khứ, cảm thông và chia sẻ với những người khó khăn ở hiện tại sẽ càng khiến cho những hoạt động cộng đồng thêm ý nghĩa. Một trong những giá trị cốt lõi của Thái Minh đấy là có trách nhiệm với cộng đồng và môi trường. Và nếu đã là giá trị cốt lõi của mình thì đấy là việc mình sẽ thường xuyên mình làm với sự sung sướng hân hoan nhất. Cho nên là mình không thể đổ lỗi là năm nay làm ăn khó khăn hay là không, vì đấy là trách nhiệm. Còn cái việc mà mình chia sẻ đi như vậy thì sẽ giúp cho nhân viên của mình có một cái suy nghĩ rằng là cái công việc mình đang làm nó đang đem lại được một cái ý nghĩa gì đấy cho xã hội. Và cái nguồn động lực đấy lại làm cổ vũ mạnh mẽ hơn cho các bạn tin tưởng rằng là mình sẽ còn làm được những điều tốt đẹp hơn nữa trong năm sau. Ở đâu đó, trong chốn xô bồ của cuộc sống hiện tại, trong sự lo âu về dịch bệnh cùng nhiều biến động xảy ra ở năm 2020, chúng ta vẫn có thể bắt gặp những hình ảnh gần gũi trong quá khứ, nhưng giàu tình yêu thương và sự chân thành. Cũng là một trải nghiệm thú vị của những người trẻ ở xã hội hiện tại. Chuối sứ hay còn gọi là chuối mốc, đặc sản nổi tiếng được trồng tại huyện Cam Lâm của tỉnh Khánh Hòa. Dịp Tết mỗi năm cũng là vào thời điểm người nông dân trồng chuối trông đợi nhất nhờ giá bán tăng cao hơn ngày thường. Năm nay thì giá chuối sứ tăng cao hơn nhiều so với mọi năm. Tuy nhiên do nắng hạn kéo dài, cây chuối sứ mất mùa khiến nông dân vừa mừng lại vừa tiếc. Nhiều năm nay, cây chuối sứ trồng trên rẫy đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình ông Nguyễn Văn Quang, nhất là vào vụ Tết, vì giá sẽ tăng cao hơn ngày thường. Tuy nhiên năm nay, do hạn hán và sâu bệnh, khiến sản lượng chuối sứ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Gia đình ông có 2 hecta trồng 1.700 cây chuối sứ, nhưng có đến 30% diện tích bị thiệt hại hoàn toàn. Diện tích còn lại thì chỉ có 10% cho buồng kịp bán vào vụ Tết. Những người nào mà trồng nước chủ động á thì chuối nó đạt, còn những người nào mà trồng không có nước chủ động là nó không đạt theo yêu cầu của mình. Mà không bắt nước thì nhiều. Cho nên cái sản lượng chuối năm nay ít lắm, nó không bằng mọi năm. Không có nước để tưới. Có cây thì nước thì bữa nay cạnh tranh quá, người ta bắt ống nhiều.
trên đầu nguồn thì người ta chặn thì người ta được, còn mình thì ở dưới đây thì có lúc thì mình bắt được, có lúc thì không. Theo các thương lái thu mua chuối sứ, giá chuối sứ hiện đã tăng gấp đôi so với ngày thường. Chuối loại 1 có nải to, quả căng tròn, vỏ trắng sáng, buồng chuối có từ 7 nải trở lên thì có giá bán từ 700 đến 800 nghìn đồng mỗi buồng. Như mỗi năm thì tháng này là nhiều chuối rồi, nhưng mà năm nay thì chưa, nên chưa biết là cái chuối Tết là nó như thế nào. Dạ vườn, nhưng mà chuối cái kiểu như nó không có đạt tiêu chuẩn như mọi năm. Khánh Hòa có gần 4.000 hecta trồng chuối với sản lượng 30.000 tấn mỗi năm cho thu hoạch quanh năm. Còn diện tích chuối sứ thì chỉ được trồng trên dãy ở xã Suối Cát và rải rác ở một số nơi có điều kiện thổ nhưỡng phù hợp của huyện Cam Lâm. Do đó sản lượng chuối sứ lại càng ít hơn trong dịp Tết năm nay. Vận động nhân dân là những khu vực gần sông gần suối thì tiếp tục và là dùng hệ thống ống nước. Vừa rồi cũng có các đơn vị tài trợ nước ngoài là hỗ trợ về các cái đào ao, đào các cái ao bể chứa tại các vùng rẫy ở trên đồi dành cho người nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số. Thì chúng tôi cũng đang đề xuất những cái ao để bơm trữ, sau đây cũng qua mùa nắng chúng ta sẽ thực hiện cái việc mà bơm và quay bét cho cái vùng đồi của nhân dân. Vụ Tết năm nay, xã Suối Cát trồng 750 hecta chuối sứ trên đất sản xuất lâm nghiệp. Tuy nhiên do ảnh hưởng hạn hán nên diện tích chuối cho thu hoạch cũng chỉ đạt khoảng 70 hecta, thấp hơn gấp nhiều lần so với mọi năm. Bởi vậy, dù được giá cao nhưng nông dân trồng chuối sứ vẫn thất thu trong vụ Tết. Theo số liệu được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công bố mới đây, trong 10 năm, tức là từ năm 2011 đến 2020, thành phố đã thực hiện được 240 dự án ngầm hóa lưới điện và các viễn thông trên địa bàn thành phố. Và việc ngầm hóa lưới điện không chỉ để đảm bảo an toàn mà còn góp phần tạo không gian thoáng đãng, gọn gàng và đẹp mắt. Và với một đô thị văn minh hiện đại thì phát triển việc hệ thống dây điện chằng chịt ngổn ngang lộ thiên trên đường phố là rất không phù hợp. Nhất là với Thành phố Hồ Chí Minh, một trung tâm kinh tế, tài chính, trung tâm giao thương và du lịch quốc tế lớn nhất cả nước thì lại càng cần một bộ mặt mỹ quan đô thị xứng tầm. Không còn cảnh dây điện chằng chịt khắp nơi, đường phố trở nên thoáng đãng, sạch đẹp từ trung tâm đến ngoại thành. Đây là kết quả của chương trình ngầm hóa lưới điện mà Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực thực hiện trong nhiều năm qua. Không chỉ tạo ra mỹ quan đô thị, việc đưa hệ thống dây điện, các viễn thông ngầm hóa dưới lòng đất còn ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ, phóng điện và các tai nạn từ hệ thống lưới điện. Này là một điều làm rất tốt của thành phố, bởi vì nếu thực hiện được điều này thì mỹ quan thành phố sẽ được cải thiện rất nhiều. Cái vấn đề thứ hai là cái an toàn. Chủ trương này thì rất là tốt, tại nó làm đẹp cho cái cảnh quan, không bị vướng xung quanh cho mọi người nữa. Chương trình ngầm hóa lưới điện kết hợp với ngầm hóa dây thông tin do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, được Tổng Công ty Điện lực Thành phố phối hợp với các chủ đầu tư viễn thông, sau 10 năm đã thực hiện được 240 dự án ngầm hóa tại gần 200 tuyến đường, 2.761 km lưới điện trung thế và hạ thế tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được ngầm hóa, góp phần chỉnh trang, tạo mỹ quan cho bộ mặt đô thị. Mình cứ dựa trên nguyên tắc là cái hiện hữu như thế nào thì mình hạ xuống là ngay vị trí đó. Nhưng mà số người dân người ta cũng chưa đồng thuận, nhưng mà đều là qua quá trình vận động cũng như thấy cái hiệu quả thì là sau này người dân cũng đã đồng thuận cái việc lắp đặt thiết bị ở ngay trước nhà. Trong giai đoạn 2021-2025, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ngầm hóa tất cả 500 km lưới điện trung thế, 800 km lưới điện hạ thế. Việc ngầm hóa lưới điện sẽ xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh theo tiêu chuẩn đô thị hiện đại, tạo điều kiện môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội và nâng cao mỹ quan đô thị. Điều đó cho thấy rằng là một cái chủ trương đúng, hợp lòng dân và đã được triển khai thực hiện rất là nghiêm túc và đã hình thành được cái cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, cơ chế là xã hội hóa, huy động các nguồn lực từ nguồn lực của dân, nguồn lực của doanh nghiệp và sự hỗ trợ của nhà nước thông qua chương trình kích cầu đầu tư. Không còn những mạng nhện, ổ nhện khổng lồ như cách ví von của người dân về hệ thống lưới điện lộ thiên trên cao, hàng trăm tuyến đường trở nên gọn gàng, đẹp mắt và an toàn cho mọi người đi lại sinh hoạt. Ngầm hóa lưới điện đã giúp bộ mặt mỹ quan đô thị Thành phố Hồ Chí Minh sáng sủa hơn, phù hợp với một đô thị thông minh, một thành phố văn minh, hiện đại, phát triển vươn tầm quốc tế.